Mai xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Mai chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ ha. Thì hôm qua Mai có với anh Sang mới đi quay một cái clip. Hôm qua anh Sang rảnh đó mọi người, cho nên anh Sang rủ Mai đi bắt ong, rồi sẵn tiện quay một cái video bên kênh Mai luôn. Con Mai đang bị ho cho nên anh Sang mới nói là thôi anh với em đi tìm một ong rồi rồi bắt về cho con mình uống bớt ho đi. Thì hôm qua mới đi bắt được 2 tổ mọi người. Mai có đăng lên clip là rất là nhiều người comment kêu là em bé dưới 6 tháng 1 tuổi là không nên cho uống mật ong rừng. Mai cũng đọc comment nhiều rồi, Mai tính là nhỏ 1-2 giọt vào nước rồi mình quậy tan ra mọi người cho em bé uống. Nhưng mà mọi người kêu là 6 tháng 1 tuổi không uống được. Mai cũng chưa có cho uống mọi người. Bây giờ thì Mai vẫn còn đang để ở nhà, chắc là cái mật ong đó để dành cho Mai xài thôi, chứ em bé nhỏ vậy mọi người kêu chưa cho uống được cho nên Mai cũng chưa cho uống luôn. Hôm nay Mai có rượu Hậu nữa, rượu Hậu quay một cái clip ăn thạch nho kia hô mọi người. Hậu thì đang chuẩn bị tới, ngồi đây Mai ngồi đây xin chào với tất cả mọi người trước ha. Thạch thì Mai đang bỏ trong tủ lạnh, đợi một tí xíu nó lạnh rồi Mai lấy ra quay cho mọi người xem luôn, đợi Hậu tới rồi mình khui luôn ha. Hôm bữa là Mai có đăng cái clip lên là hôm nay Mai trả lời, sẵn tiện đây là Mai sẽ trả lời một vài cái comment của mọi người luôn nha. Hôm bữa Mai có đăng cái clip là tạm biệt và bà ngoại đi về trên nhà với bà nội á, là nhiều người kêu là Mai, nhiều người góp ý kiến cho Mai, nói là Mai không nên nói là đưa tiền cho bà ngoại bởi vì cái công lao của mẹ này kia là cao lắm, không bao giờ trả được hết. Thực ra thì Mai lỡ lời Mai nói vậy mọi người. Mai quay lên thì Mai lỡ lời Mai nói vậy, Mai có hỏi mẹ là mẹ có giận Mai cái điều đó không, thì mẹ kêu là con quay video thì con lỡ con nói vậy thôi chứ mẹ không có giận gì con hết á. Mai sau cái video đó thì Mai cũng đã rút ra được kinh nghiệm rồi mọi người. Mọi người thông cảm cho Mai cái video đó ha. Thì rất là nhiều người hỏi Mai là Mai ơi Mai cho con Mai uống sữa gì mà con Mai uống dễ thương vậy. Thì lúc 2 tháng đầu Mai có cho con Mai uống sữa non mama thì mọi người có thể ra Thế Giới Tạp Sữa là mua cũng được. Cái loại sữa đó Mai mua một hộp là 900.000 mọi người, 900.000 một hộp, có như là 25 gói 900.000. Cái đó thì Mai cho uống trong tháng với tháng thứ hai Mai dặm kèm sữa Meiji đó mọi người. Bây giờ con Mai lên cân đều đều quá cho nên là Mai không có cho con Mai uống sữa ngoài nữa, là ti sữa mẹ luôn rồi. Thôi bây giờ Mai cùng mọi người đợi Hậu xuống ha. Có 4 bịch thạch là nho xanh, nho này là nho mẫu đơn. Hậu chắc chưa được ăn qua thạch nho này đâu ha. Yeah. Ở đây thì hiếm bán thạch này lắm. Mai hôm nay Mai ăn thạch nho này thì Mai có mua thêm một bịch, đây là cốm sô-cô-la. Cốm này đủ màu luôn nè. Cốm này nó khác cốm kia Hậu, nó không phải là cái cốm ăn dinh dưỡng kia đâu. Ở đây là Mai có mua thêm một chai kem nữa để xịt ăn kèm với thạch nho này xem mới ngon không. Hậu lấy dao cắt cái phần thạch này ra đây Hậu, cắt cái bọc á. Yeah. À khỏi đây nè, đây có cái đồ gỡ nè, tưởng nó gài chặt vô chứ. Gỡ ra cái thạch này Mai mua 100 mấy á mọi người, 100 mấy một bịch vậy nè, không biết có bao nhiêu viên nữa. Hôm bữa là Mai đặt là cái này là Mai đặt mua thôi chứ Mai ở chỗ Mai không có bán. Mai đặt mua có màu đen màu xanh mà không biết sao người ta giao cho Mai là toàn màu xanh luôn. Nho cái thạch màu xanh này là nho mẫu đơn màu xanh nè. À. Còn cái thạch xanh cái thạch đen kia là nho Kiho. Không biết hai loại thạch này, hai loại thạch đó thì không biết cái nào ngon. Mai lúc trước là Mai có ăn qua cái thạch đen rồi. Bây giờ thì Mai ăn thử cái thạch xanh xem mới ngon không ha. Cắt xong một hồi đem đi bỏ tủ lạnh. Cắn ra. Hậu nó vừa mới học xong luôn. Nó vừa học xong chạy xuống quay video với Mai luôn. Mấy cái loại thạch này có một cái nhỏ cái bự mọi người, nó không có phải là cái nào cũng đều như nhau. Như nè, cái này nhỏ nè. Đâu ta? Đâu cái bự nhất Hậu? Cái này. Không. Đó, cái nhỏ cái bự nó không có đều. Lấy mấy cái bịch hút ẩm này ra. Bịch cơm này đổ ra luôn Hậu. Đổ ra chưa ta? Đổ ra luôn đi. Cơm này là cơm sô-cô-la mọi người, nó không phải là cái loại cơm dinh dưỡng kia đâu. Đó.
màu ao đẹp luôn. Mấy cái viên đen đen là sô cô la nè, mấy cái viên này cũng sô cô la nhưng mà nó không ngon bằng cái viên đen đen. Đổ ra hết luôn hả? Ăn ăn thịt thì Mai ăn kèm với cơm nè, với kem. Bây giờ đem cái này vô tủ lạnh để cho nó lạnh lạnh nó ăn ha. Đi đem bưng vô tủ lạnh đi không? Đây là mấy cái thịt nho mẫu đơn nho kiến hô mọi người. Là Mai đã bỏ xong cái tủ lạnh xong hết rồi, nó đã là lạnh. Để lên cái mẹt này nó chạy thùm lum tùm la hết á. Bây giờ là Mai sẽ lấy một cái bỏ vô trong cái lấy mấy cái bỏ vô trong cái dĩa này ha. Mình đâm ra. Bỏ vô đây. Cho Hậu đâm thử đi. Được không? Cầm vậy nè, cầm vậy cái mình chọn. Đó. Hơi dai, cái thùng thịt này dai ghê luôn á trời. Ôi trời. Dai ha. Yeah. Chắc phải lấy con dao. Hậu lại luôn kia lấy cái bàn lấy con dao hoặc là. Lấy con dao dễ không mọi người? Ôi. Đúng rồi đó, lấy con dao dễ. Thọc mấy cái vô cái dĩa này đi. Sao Hậu nó thọc dĩa với ta? Chị Mai thọc sợ nó bể ra, thọc đi Hậu. Thọc thêm 2-3 cái đi. Ê trời. Mọi người nhìn cái màu nho đẹp ghê luôn ha. Đây nè. Nó có một cái vỏ, không biết ai mà chưa ăn qua thì mua cái này về ăn thử đi. Mai lần trước Mai ăn cái loại con la nó cũng muốn ăn luôn. Lần trước Mai mua cái loại mà màu đen đen á mọi người. Cái đen đen đó nó, Mai thấy nó ngon, không biết cái loại này ngon không. Rồi. Mọi người thấy là nay dạo này Mai quay video nó hay ngồi kế bên lắm luôn. Thọc ra cái thạch nho cơ hồ bóng lượng này nè mọi người. Nhẹ nhẹ thôi mà sợ nó rớt xuống. Rớt xuống là cái coi như là đổ bỏ luôn á. Ở đây là cái phần cơm. Cơm sô-cô-la đủ màu luôn nè mọi người. Mọi người nào ăn cái thạch này nè, mua cái cơm này về rắc lên cũng được. Giờ Mai rắc vài hạt lên cái phần thạch ha. Ui rất. Wow, đẹp không? Hậu, thọc ăn không? Coi chừng rớt nha. Giờ Mai mời mọi người nha. Đây, mời mọi người nha. Ăn một cái thạch nho kêu hả? Nho mẫu đơn. Có cơm không? Rắc cái phần cơm này lên cái thạch này nè mọi người. Ăn nó giòn giòn giòn, sực 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 ha, ngon ha. Dạ. Hậu nó chưa ăn qua cái thạch này luôn. Nay ăn sao hả? Thấy sao? Lần đầu tiên ăn. Ngon. Ngon ha. Dạ. Nó cái thạch nho mẫu đơn này nè. Là người ta lấy từ cái trái nho mẫu đơn, cái nước trái nho mẫu đơn mọi người. Ta nấu ra làm cái thạch nho chứ không phải là bột rau câu đâu. Đây mời mọi người nha. Cái này là mọi người mà mua cho con nít ăn á, mọi người nên lấy cái xịa nè, sắn ra, sắn sắn nhỏ ra, đừng có cho nó nguyên một cái ăn. Nó nguyên một cái ăn nó ngậm đi còn không nó lỡ miệng mà nó nuốt một cái vô là nghẹn luôn á. Đây quên có mua thêm chai kem nữa mà quên, kem này như chắc lắc lên ha. Không biết mọi người ăn qua kem này chưa? Mai cũng chưa có ăn qua. Đây để mà sẽ xịt lên cho mọi người xem. Sao nó cứng với ta, cứng quá học. Phải ra sức thiệt mạnh mới xịt nổi. Trời nó cứng. Chắc bỏ xuống dưới xịt quá. Cứng lắm. Wow. Rồi ăn không? Cái chừng rớt cục kem. Đây mời mọi người một thạch nho với cục kem nha. Sợ rớt kìa.
bỏ kem vô trong này ăn béo. Ngon lắm, ăn ăn với kem ngon nữa. Ừ, béo không? Dạ. Ăn học. Mai thọc ra, lấy da thọc ra thêm. Mình nào chị mua cho Hậu ăn cái loại đen đen kia. Cái này nó không có thơm mà cái loại đen mọi người. Mà thấy loại đen nhớ ngon hơn. Tớ cầm miếng cái này cắn thử. Cắn hả? Cắn được. Cho Hậu cắn luôn. Hậu nó kêu cái có chân còn dướng bọc nha. Có dướng không? Ừ. Thì nó dài. Hậu cắn cắn muốn gãy răng luôn. Đây mà mọi người một cái chấm với sô-cô-la. Ê, lăn đều lên đi. Múc sô-cô-la rưới lên. Em thấy ăn cái này ngon hơn. Ăn cái đó không? Cắn. Đây, cái này giống như con Covid vậy. Đủ màu luôn. Con virus. Để chi xịt cho Hậu cái kem. Cứng ghê luôn á. Sao chai kem mới cứng dữ chà. Dễ thuốc. Có chừng rớt kem. Hậu nó kêu là mai lấy một cái bỏ vô miệng cho nó, rồi mai lấy cái kim đâm bệ cho nó. Cho nó thử cảm giác. Rồi từ từ từ. Đây, ngậm vô miệng đi. Cúi cúi xuống. Dướng. Nó đó cái bọc vô đúng không? Dạ. Đây là cái này là cái gì ta? Cái bọc gì mà cái giống như là cái bao tay vậy ha. Bao tay bóng bóng á. La. La nó cũng muốn ăn đó, mày đâu có ăn được cái này đâu. La nó cũng muốn ăn đó trời. Này không? Bỏ vô đây lấy cái kim đâm nó vậy hơn. Lấy kim đâm. Bỏ xuống đây nè. Đó, đâm đi, đâm đâm 4-5 trái ra. Lấy cái kim đâm dễ ha. Dạ. Thọc đâm nhẹ cái vô nó bung ra. Hồi nãy lấy cái con dao nó không có nhọn á. Đâm qua đâm luôn. Ăn đã luôn cái này. Mấy bữa nay Mai không quay video với thằng Hậu lâu, vài mấy bữa rồi, giờ mới quay lại. La. Muốn ăn hả? Cái này La La đâu có ăn được đâu mà hồi cho La La ăn cơm nha. Đâm đầy dĩa luôn. Đâm thêm hai cái nữa đi. Mọi người nhìn cái màu thạch nè. Đâm dưa rồi không lụng. Đó. Nhìn cái màu thạch đẹp ghê không. Đây là mấy cái thạch nho cơ hồ mà Hậu đã đâm xong nè. Bên đây là cớm. Bây giờ Mai sẽ múc cớm rưới lên thạch ha. Rưới đều nhiều lên luôn. Ở đây có một cái bọc này Hậu. Hậu nó chưa lấy ra hết nè. Ăn coi chừng một hồi nuốt vô cái đó là nguy hiểm lắm á. Cái băng đã. Ừ. Rồi ăn Hậu. Yeah. Ăn cái nào nhiều nhiều sô-cô-la ăn nó ngon lắm. Giòn giòn á. Đây. Mời mọi người nha. Mọi nhìn cái hạt cớm sô-cô-la nè. Ăn không? Giòn ha? Dạ. Mọi nghe Hậu nhai gập 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 luôn. Mai mời mọi người nha. Ăn này có cái là nó ngon mà cái phần cớm là khi vô trong miệng là nó nhét vô ba kẽ răng mình đầy bít hết cái miệng luôn á.
Cái thạch này nó mềm nè, thơm. Thơm mùi nho. Mà thơm mùi nho, thạch là nho, nho mẫu đơn mà. Mời mọi người nha. Mấy cái này thì mà để dành lại cho anh Sang về ăn thử, cho anh Sang với mẹ về ăn thử 4 cái. Tại vì mai còn trong nhà một bịch nữa mọi người, để dành 4 cái là cho mẹ với anh Sang về ăn thử. Mới đầu thì ăn với kem á mọi người, nó ngon thiệt, xịt kem vô nó béo, ăn ngon ha. Cái xịt một vài cái nữa ba thấy ăn nó hơi ớn ớn tí. Hậu nó còn muốn xịt kem vô nữa, mới kêu ăn ớn ớn mà giờ xịt cho tiếp. Cái phần kem này mai mua nè nè, nó hơi béo, nó béo mà nó kiểu ngậy ngậy khó chịu lắm. Giờ mai sẽ xịt cái phần kem này vô miệng Hậu. Hậu nó kêu muốn thử cảm giác xịt một bụng kem vô miệng luôn. Cái chai kem này nè mọi người, nó khó xịt lắm luôn á trời. Mai dùng hết sức, mai ứng cái phần trên này nè, dùng hết sức mình ứng mạnh vô luôn á, nó mới ra cái phần kem, rất là khó xịt luôn. Sao Hậu? Béo. Béo hả? Ăn xong hết chai kem này Hậu lên thêm vào vài ký thiệt luôn. Bởi cái đó ăn nhiều là như nó có ga. Ừ đúng rồi đó. Tại vì trong này có ga mà, nó hơi ấy nhẹ nhẹ ga để mình bóp ra. Mới đầu mai mua về, mai cũng bóp thử một lần rồi mọi người. Mai bóp ra tàn xịt ra cái phần kiểu như ga bên trong này nè. Hậu giờ còn ăn nổi nữa không? Để con. À, ăn đi. Bưng lên cho mọi người xem. Rồi ăn đi. Mai ăn vài cái thôi mọi người. Cái thạch nho này mai thấy như là nó ngọt hơn cái thạch đen hay sao á. Thạch đen nó chua chua. Nó chua một tí xíu. Cái thạch nho này nó ngọt. Cho Hậu nó ăn đã luôn. Ở đây còn cơm nè, để chị mai múc cho. Đây. Cơm này là cơm sô-cô-la. Ngon ha. Dạ. Nãy giờ mai khui ra là 3 bịch, 4 bịch, một bịch hình như là có 6 đến 7 cái. Hai chị em ăn sạch luôn. Còn 4 cái. Trên dĩa một cái là 5 cái. Cái trên dĩa cho Hậu nó xịt kem vô. Xịt quấn cho Hậu. Khó xịt hả? Cái chai kem này sao mà nó khó xịt ghê luôn á. Gì vô thôi, Hậu nó phải ăn kem. Mai ăn nhiều sợ mập lắm mọi người. Đang giảm cân nữa, cho nên đâu dám ăn kem nhiều đâu. Chấm là không, thọc giữa giữa để em nó rớt ra. Ăn xong này Hậu về lên thêm nửa ký nữa. Thôi chắc bây giờ Mai sẽ tạm dừng clip tại đây thôi mọi người. Nay mua cái thạch này cho Hậu nó ăn thử. Cái nào mà Hậu nó chưa được ăn qua thì Mai sẽ mua cho nó ăn thử, kiểu như là mấy cái món lạ lạ chứ. Ba cái đồ mà kiểu như tôm hùm hay này kia là mất tiền quá, mai mua không nổi. Chị mua ba cái món ba cái kiểu như là bây giờ đang hot cái món nào vừa vừa tiền khả năng mai mua thì mai sẽ mua cho Hậu nó ăn thử ha. Giờ thì Mai với Hậu sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu mến Mai cho Mai xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai nha, để Mai với Hậu tiếp tục làm thêm nhiều clip cho mọi người xem nữa nha. Mai với Hậu chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.